Xin chào tất cả anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 155 token có cái hiệu là ZUC. Giá hiện tại trên sàn list sàn Forrester Exchange này chắc có khoảng 5 đô. Thay vì tất cả anh em nhận về chợ list sàn mới thì mình tiếp tục bán nha tất cả anh em. Và để tham gia nhanh bán list phần link mô tả mở Telegram ra bấm nút start chat bot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên anh em bấm vào continue nha tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào 51. Vì lý do tại sao có nhiều anh em thắc mắc nói làm 50 cái video, nhiều video mà sao nó không về, thì mình cũng có trả lời cho tất cả các bạn là vì hiện nay giá ga ETH rất là cao nên những cái token nó muốn rút tiền nó kêu cầu mình chuyển phi ga, nên mình không có phi ga cao quá nên mình không có làm một cái video hướng dẫn tất cả các bạn rút tiền luôn. Mình thấy những cái đồng coin nào mà có rất là có giá trị mình mới hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Còn những dự án nào nó tự động phân phối thì nó phân phối các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group kênh seller này các bạn. Chứ không phải ai góp nào nó đều scam hết đâu các bạn, nó phân phối. Nhưng mà cái nếu yêu cầu mình chuyển nghe ETH đang làm phi ga cho nó đang nó gỡ token về, nhưng mà những cái đồng coin đó thì mình thấy không, cũng không có giá trị bao nhiêu nên mình không có làm nha các bạn. Rồi các bạn join kênh seller rồi. Ôi nhiệm vụ có nhiêu hết ta, nó kêu mình đăng ký không ta. Rồi tập cần này sẽ lên Uniswap nữa nè các bạn ơi. Rồi cũng khá là ngon các bạn. Khoan các bạn join kênh group nó tiếp theo. Rồi các bạn bấm đón các bạn. Rồi các bạn bấm đón tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm đón nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ VIC 20 YouTube Wallet, Mixer Wallet ra. Các bạn copy địa chỉ các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi các bạn lướt xuống tìm địa chỉ ETH gửi lên cho bot nè. Các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot. Các bạn bắt vào đây nè. Rồi. Rồi mình đã nhận được 155 token. Tôi cần các bạn giữ video. Các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhắn tin tôi. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.